Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thuận lợi số 2, trang 83 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề tài: với các thao tác gợi ý ở trên, thảo luận và đánh số vào ô trống theo thứ tự hợp lý của tập tính săn mồi ở nhện. Nhện hút dịch lỏng từ con mồi, nhện ngoặt chặt mồi, chích nọc độc, tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi, trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại bài 25 Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện trong sách giáo khoa sinh học 7, trang 82. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Sự sắp xếp thứ tự đúng. Số 1. Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc. Số 2. Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi. Số 3. Trói chặt mồi vừa treo vào lưới để một thời gian. Số 4. Nhện hút dịch lỏng từ con mồi. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi thuận lợi số 2, trang 83 trong sách giáo khoa sinh học 7.